Ở phần trước, Hàn Lập đã may mắn khi là người cuối cùng sống sót, sau đó lại phải một mình đối mặt với con nhện khổng lồ. Hàn Lập định thương lượng với nó, đôi bên cùng có lời, chỉ có điều huyết ngọc chi chu lại không nghe lời, nó nhanh chóng lao tới định làm thịt Hàn Lập. Lấy thực lực trúc cơ của Hàn Lập hoàn toàn không phải đối thủ của con nhện khổng lồ. Đã sử dụng tất cả con bài như khôi lỗi, phù bảo vậy nhưng vẫn không ăn thua. Trong thời gian giằng co, hắn không ngừng suy nghĩ tìm ra điểm yếu của đối thủ là trạng thái huyết sắc của nó đang suy yếu. Nhân cơ hội đó, hắn liền sử dụng xà cự kiếm thuật chém thẳng xuống đầu con yêu thú. Làm xong chuyện, Hàn Lập bắt đầu thu thập. Lần này linh thạch có trong túi của mấy người Tuyên Nhạc và Lữ Thiên Mông cũng không ít, thằng nào bọn họ lại muốn giết người diệt khẩu. Ngoài ra, Hàn Lập còn may mắn lấy được kiện y phục tàng hình của Tuyên Nhạc. Lấy được nhiều pháp khí như vậy, hắn đành phải cẩn thận khi sử dụng, tránh dẫn tới phiền phức. Dưới bụng con nhện có hai quả trứng có thể bồi dưỡng làm linh sủng. Tuy nhiên, thứ kỳ lạ nhất lại là một tế đàn có nhiều cột đá bên cạnh, giống như trận pháp bắt quái. Nhớ lại những gì Tuyên Nhạc đã nói, mọi người đã tu hành lâu như vậy, cũng nên đi chứng kiến trái đất bên ngoài. Từ phản ứng của Tuyên Nhạc, Hàn Lập suy đoán rằng trận pháp này là dùng để truyền tống cự ly xa. Hắn cũng vô cùng thắc mắc trái đất ở bên ngoài có hình dạng gì, chỉ đáng tiếc là một góc của trận pháp đã bị hỏng. Bên cạnh thi thể chủ nhân hang động còn có một cái lệnh bài và 5 viên đan dược. Trước mắt chưa rõ là đan dược gì, vậy nhưng Hàn Lập cứ thu vào túi đã. Sau khi mai táng đám người Tuyên Nhạc, để lại một cái ấn ký và đánh sập cửa hang thì Hàn Lập cũng rời đi. Sau tới bên ngoài nhìn thấy sư tỷ đang bị đống đất đá đè lên người, hắn nhanh chóng đỡ nàng dậy rồi mang theo nàng rời đi. Bộ dáng thân mật này làm Hàn Lập bối rối. Trước đó hắn và Sào Thiến cũng đã từng thân mật như vậy, cho nên hắn rất sợ nàng ta sẽ nhớ lại chuyện cũ. Ra tới bên ngoài, hai người cũng lên thuyền quay trở về. Trong khi Trần Sau Thiến vui vẻ thì Hàn Lập lại cảm thấy căng thẳng. Nơi này xuất hiện thương vong nhiều như vậy, người khác biết được hắn từng xuất hiện ở đây thì bất lợi. Cảm thấy không yên tâm, cho nên hắn đành phải cho uống thuốc mê cùng thuốc mất trí nhớ khiến nàng ta sẽ quên đi những chuyện của mấy ngày qua. Làm xong chuyện, hắn liền để nàng ở một nơi an toàn rồi rời đi. Đích tới tiếp theo là Kim Cổ Nguyên. Sau khi đến được Kim Cổ Nguyên, Hàn Lập liền nhận nhiệm vụ chém giết đồng đảng của ma đạo kiếm thêm thu nhập. Thẩm thoát đã một năm thời gian, hắn vẫn miệt mài săn giết tu sĩ ma đạo. Hắn cảm thấy bản thân không nên lộ rồi trước mặt người khác, nên thay đổi pháp khí phi hành đang sử dụng thành cái rẻ hơn. Vừa vặn trên đường quay về gặp lại Trần Sau Thiến, vì viên đan dược xóa trí nhớ nên nàng ta hoàn toàn không nhớ chuyện xảy ra tại mỏ khoáng thạch. Đi theo nàng còn có hai tên sư huynh thực lực trúc cơ sơ kỳ. Vừa nhìn thấy Hàn Lập, hai tên này đã lộ rõ bộ mặt phân biệt sắc tộc. Từ dưng lòi đầu ra tên tu sĩ nghèo kết xác, ấy vậy mà còn dám xông ra tiền tuyến đánh địch, đúng là không biết sống chết. Nói rồi, ba người cũng tăng tốc, hành động này hiển nhiên là không muốn sánh vai cùng Hàn Lập. Sau một hồi di chuyển, Hàn Lập cũng quay lại được doanh trại, ở bên trong khá tấp nập, số lượng người tới càng lúc càng nhiều. Lão già này là Trần trưởng lão, cũng là người phân phó nhiệm vụ. Đúng lúc hắn định đem chiến công đến báo cáo thì ba người Trần Sau Thiến cũng đi vào. Hai tên kia nhìn thấy Hàn Lập liền ngào mạn. Ngày hôm nay, ba người liên thủ giết được một tên tù sĩ trúc cơ, điều này làm cho hai tên kia vô cùng ngạo mạn và tự tấn bốc lẫn nhau. Đáp lại thì Trần trưởng lão không quan tâm, ông ta quay sang nói chuyện với Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy liền lấy ra chiến tích của mình, mới 3 ngày đã giết được 5 tên luyện khí, một tên trúc cơ. Điều này làm Trần trưởng lão vui mừng khen ngợi. Lão đưa cho hắn ngọc giản quân công, tất cả chiến công đều được ghi lại trong đó, có thể mang tới kho đổi lấy linh thạch hoặc đan dược. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Hàn Lập liền rời đi. Chứng kiến tất cả những điều này, hai tên sư huynh càng ghen ăn tức ở, bọn họ liên tục mỉa mai. Trần trưởng lão thấy quay trừng mắt nên tùy tiện ném ngọc giản của bọn họ xuống mặt đất rồi đuổi đi. Hai tên kia thấy vậy lập tức lên tiếng nhắc nhở, đồng thời hỏi thầm vì sao thái độ của lão đối với Hàn Lập lại tươi cười như vậy, còn đối với bọn hắn thì sụ mặt sàm. Trần trưởng lão thẳng thắn giải thích, đây đã là lần thứ 17 Hàn Lập chém giết ma tu trúc cơ kỳ, chiến công rất cao. Đâu phải như đám người bọn họ vừa mới vào nhưng biết khoác lác. Theo lão thấy, Hàn Lập so với mấy tên phế vật chỉ biết dựa vào gia thế, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng thì mạnh hơn rất nhiều. Lời này chẳng khác nào đang vả thẳng vào mặt của hai tên kia, cho nên cả hai sau khi nghe xong liền cứng họng không nói được lời nào. Đi vào doanh trướng của mình, Hàn Lập nhận ra có khách tới. Không ngờ người đang ở bên trong lại là vị sư huynh Tống Mông. Gã tra hỏi bằng một màn đánh phủ đầu, đáng tiếc là không ăn được Hàn Lập. Giờ theo lời của Tống Mông có vẻ như chiến sự ngày càng căng thẳng, ngay cả tu sĩ kết đàn cũng ở đây trấn thủ. Lần này các sư huynh cùng sư muội cũng tới, Tống Mông nhanh chóng dẫn Hàn Lập đi chào hỏi. Sau màn chào hỏi, Hàn Lập liền đi tới bái phỏng sư phụ cùng sư thúc. Trong lúc bốn người đang vui vẻ đánh mặt trược thì Đồng Huyền Nhi đã lẻn ra ngoài chém giết tù sĩ ma đạo. Một năm trước sau khi thoát chết trở về, nàng liền muốn sư phụ đi giải cứu Hàn Lập. Tuy nhiên Hồng Phất Trùng lão lại cự tuyệt, thực lực nàng vốn không đủ, lại thiếu sát lịch luyện, đi ra ngoài chỉ gặp nguy hiểm mà thôi. Mà Hàn Lập cũng đã báo tin thoát hiểm cho Lý Hoa Nguyên, cho nên sư phụ nàng không cần đi nữa, đồng thời hạ lệnh cho Đồng Huyền Nhi phải ở trong động phủ tu luyện. Tuy nhiên sau khi Hồng Phất Trùng lão rời đi thì Đồng Huyền Nhi cũng lén chạy ra ngoài. Cho lai hiện tại, vừa mới tiến được hai tên tu sĩ ma đạo xuống đất mẹ, còn chưa kịp vui mừng thì Đồng Huyền Nhi đã đụng đổ phải tên Vương Thiền. Hắn nhanh chóng phát giác được sự có mặt của nàng nên lập tức dùng thực lực bắt giữ. Nhìn vào nữ tử trước mắt, hắn liền nhận ra đây chính là người đã đồng hành cùng với Hàn Lập. Trên cổ nàng ta đang đeo một chiếc dây chuyền, Vương Thiền dường như nhận ra được lai lịch của nó, hắn tỏ ra thích thú, đồng thời cũng không dám khi dễ Đồng Huyền Nhi. Tin tức Huyền Nhi bị bắt nhanh chóng được truyền tới cho Hồng Phất Trùng lão. Trước mắt chưa rõ chuyện gì, chỉ biết là không rõ tung tích gì thêm nữa. Thay vì lo lắng đệ tử của mình sẽ gặp phải biến cố thì Hồng Phất Trùng lão lại lo sợ nàng rơi vào một kẻ nào đó. Bây giờ mọi chuyện quá khẩn cấp, mọi người cũng không tiếp tục đánh mặt chụp nữa, bọn họ nhanh chóng đi làm việc. Và chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, các bạn đón xem tiếp nhé. Video của chúng mình tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.